Học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập chương 1 vẽ kỹ thuật để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ sắp đến. Nội dung ôn tập bao gồm có các nội dung sau: các bài lý thuyết, do là chúng ta làm online ha, do đó các bài lý thuyết trong trong tài liệu thì cô đều nhắc hết chứ cô không có bỏ được bài nào hết nha các em. Gồm có bài thứ nhất là bài hình chiếu, bài 4 là bản vẽ các khối đa diện, bài 6 bản vẽ các khối tròn xoay, bài 8 khái niệm hình cắt, bài 9 bản vẽ chi tiết, bài 11 biểu diễn rang, 13 bản vẽ lắp và cuối cùng là bản vẽ nhà. Đầu tiên tìm hiểu và nhắc ôn lại nhắc nghe về bài hình chiếu thì các em cần nhớ các nội dung sau. Thứ nhất là các mặt phẳng chiếu. Vị trí của các mặt phẳng chiếu có bao nhiêu mặt phẳng chiếu? Ba mặt phẳng chiếu là mặt phẳng chiếu đứng là mặt chính diện, mặt phẳng chiếu bằng là mặt nằm ngang, mặt phẳng chiếu cạnh là mặt bên phải của mặt phẳng chiếu đứng. Tiếp tục về các hình chiếu thì nhớ hướng chiếu của các hình chiếu á, có ba hình chiếu. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới, hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống, hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. Rồi phần bài này cần nhớ nữa là vị trí các hình chiếu. Hình chiếu đứng nằm bên trái bản vẽ, hình chiếu bằng nằm bên dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh thì nằm bên phải của hình chiếu đứng. Về sau khi nhớ phần lý thuyết này nè, các em gọi tên cho cô coi hình số 1 tên là hình chiếu gì. Hình số 1 là hình chiếu đứng, hình số 2 nằm bên dưới thì là hình chiếu bằng, hình số 3 đang nằm bên phải phải không? Số nằm bên phải của hình số 1 đó. Vậy hình số 3 sẽ là hình chiếu cạnh. Tiếp tục gọi tên hai hình chiếu này, hình số 1 tên gì? Hình chiếu đứng, số 2 là hình chiếu bằng. Tiếp tục, số 2 là hình chiếu gì? Số 1 là hình chiếu gì? Phần này các em phải nói được nha, tại vì phần kiểm tra chắc chắn cô sẽ hỏi á. Tiếp theo là bài 4, bạn về các khối đa diện. Thì ở đây chúng ta học ba khối là khối hình hộp chữ nhật, hình lăn trụ đều và hình chóp đều. Ở mỗi khối này thì điều yêu cầu nhớ là phần khái niệm và hình chiếu. Hình hộp chữ nhật, khái niệm hình là gì? Là hình được bao bởi 6 hình chữ nhật. Hình chiếu, vậy lớp nhìn coi, nhìn từ trước tới em thấy hình chiếu gì? Hình chiếu đứng hình dạng là hình chữ nhật, kích thước là A và H. Hình chiếu bằng là hình chữ nhật, kích thước A và B. Hình chiếu cạnh là hình, nhìn từ trái sang thấy hình gì? Hình chữ nhật, kích thước là B và H. Vậy cô có thể cho các em những cái khối và yêu cầu xác định hình dạng kích thước của hình chiếu, hoặc là cô sẽ cho các em ba hình chiếu và cô hỏi các em là hình chiếu đứng hình dạng gì, kích thước gì ha. Sẽ có câu hỏi như vậy nha. Là hình lăn trụ đều, cũng yêu cầu nhớ khái niệm và hình chiếu. Là hình được bao bởi mấy đáy? Hai đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau. Các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. Hình chiếu, nhìn từ trước tới nè.
Nhìn từ chữ trước tới em thấy hình chữ đứng hình gì? Hình chữ nhật kích thước là A và H. Hình chiếu bằng nhìn từ trên xuống thấy được cái đáy thành gì? Hình tam giác đều kích thước A và B. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang thấy là hình chữ nhật kích thước là H và B. Lưu ý B là chiều cao của đáy, H là chiều cao lăng trụ, A là chiều dài cạnh đáy. Vậy cũng y vậy nha. Cô cũng sẽ cho một cái câu là phần khái niệm, trắc nghiệm ha. Một cái câu là hình chiếu. Hình chóp đều là hình được bao bởi mấy đáy? Một đáy là hình đa giác đều. Các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. Rồi, tiếp tục hình chiếu nè. Hình chiếu đứng, hình dạng là, nhìn hình từ trước tới nè, thấy được hình gì? Thấy được các mặt bên đó, thấy không? Là tam giác cân kích thước A và H. Chiếu bằng, nhìn từ trên xuống, thấy hình gì? Thấy được cái đáy đúng không? Đáy là hình vuông, kích thước là A và A. Hình chiếu cạnh là hình tam giác cân, kích thước là A và H. Cũng như vậy, cũng có một câu trắc nghiệm về khái niệm, một câu trắc nghiệm về hình chiếu. Tiếp tục là bài bản vẽ các khối tròn xoay. Thì đây có 3 khối là khối hình trụ, hình nón và hình cầu. Thì cũng các yêu cầu các em là xác định được hình dạng kích thước của ba hình chiếu. Hình chiếu đứng của hình trụ là hình chữ nhật, kích thước là D và H. Chiếu bằng là hình tròn, chiếu cạnh là hình chữ nhật, kích thước là D và H. D là đường kính, H là chiều cao. Hình nón. Hình chiếu đứng hình dạng là hình tam giác cân, kích thước DH. Hình chiếu bằng là hình tròn, hình chiếu cạnh là tam giác cân, kích thước là D và H. Và hình chiếu của hình cầu. Vì hình cầu có 3 hình chiếu đều là hình tròn, kích thước là D. Tiếp theo bài 8. Khái niệm hình cắt. Về lớp nhớ là khái niệm và công dụng. Khái niệm hình cắt là gì? Là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt. Công dụng của hình cắt. Dùng để biểu diễn rõ hơn hình dáng bên trong của vật thể. Hình cắt là hình có kẻ những đoạn gạch song song. Đây là hình cắt nè. Hình cắt đang nằm ở vị trí của hình chiếu đứng. Tới bài 9, bản vẽ chi tiết. Nội dung bản vẽ chi tiết gồm có các nội dung nào? Tới đây là bài ngắn rồi ha. Những bài phía sau này ngắn rồi. Gồm có khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật. Trình tự đọc bản vẽ lắp. Cô xin lỗi, trình tự đọc bản vẽ chi tiết. Gồm có khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và tổng hợp. Tiếp tục bài 11, biểu diễn rang. Thì có rang nhìn thấy và rang bị che khuất. Rang nhìn thấy thì có rang trong và rang ngoài. Rang trong, rang ngoài thì đỉnh rang vẽ bằng nét liền đậm bên ngoài. Chân rang thì liền mảnh bên trong. Giới hạn rang vẽ bằng nét liền đậm. Vòng đỉnh rang vẽ bằng nét liền đậm bên ngoài. Vòng chân rang vẽ bằng nét liền mảnh bên trong. Vẽ 3 phần 4 vòng tròn. Tới là rang lỗ, là rang trong ha. Vậy thì để thấy được bên trong của rang lỗ thì người ta phải vẽ hình cắt. Do đó các em mới thấy nè, đường đỉnh rang vẽ bằng nét liền đậm bên trong. Chân rang nét liền mảnh bên ngoài. Đường giới hạn rang vẽ bằng nét liền đậm. Vòng đỉnh rang vẽ bằng nét liền đậm bên trong. Vòng chân rang vẽ bằng nét liền mảnh bên ngoài. Quy ước vẽ rang ngoài và rang trong giống nhau về đường nét, khác nhau về vị trí của đỉnh rang và chân rang. Nếu rang ngoài thì đỉnh rang nằm bên ngoài. Nếu rang trong thì đỉnh rang nằm bên trong. Là tiếp tục rang bị che khuất. Rang bị che khuất thì người ta không có vẽ hình cắt nữa. Người ta vẽ hình chiếu. Đó trường hợp rang trong mà vẽ hình chiếu đó. Thì do là vẽ hình chiếu nên đường đỉnh rang, đường chân rang và giới hạn rang không nhìn thấy được. Nên vẽ nó là cạnh khuất. Nên vẽ bằng nét đứt. Đường đỉnh rang, đường chân rang, đường giới hạn rang vẽ bằng nét đứt.
vòng đỉnh rang, vòng chân rang, vẽ giống quy ước của rang trồng. Bài 13, bản vẽ lắp. Nội dung bản vẽ lắp gồm có các nội dung, 4 nội dung: khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước. Trình tự đọc bản vẽ lắp thì có khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết và tổng hợp. Tới bài 15, bản vẽ nhà. Nội dung bản vẽ nhà gồm có 3 nội dung: mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt. Trong đó mặt đứng là hình chiếu vuông góc. Phải nhớ nha, mặt đứng là hình chiếu vuông góc. Còn lại mặt bằng và mặt cắt là hình cắt. Nha, phải nhớ ha. Công dụng mặt đứng dùng để biểu diễn hình dáng bên ngoài của ngôi nhà. Công dụng mặt bằng là để diễn tả kích thước, vị trí của tường, của vách, vị trí đồ đạc trong ngôi nhà. Mặt cắt là diễn tả kích thước theo chiều cao. Trình tự đọc bản vẽ nhà thì đọc là khung tên, hình biểu diễn, kích thước và các bộ phận. Và tiếp tục là phần bài tập. Lý thuyết 5 điểm, bài tập 5 điểm. Bài tập bài 53, 54, 55. Rồi, đại diện sửa một bài 53 nha. Còn các bài sau thì thầy cô để dành để cô còn làm cho lớp làm kiểm tra nữa. Làm trên trang lớp học nữa nên cô không có sửa nha. Bài 53. Cho vật thể và bản vẽ ba hình chiếu của nó. Hãy đánh dấu X vào bảng để chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D với của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5. Để tương ứng là mặt A nè, mặt A thì thấy ở hình chiếu số mấy, mặt B thấy ở hình chiếu số mấy, tương tự với C và D. Đánh dấu vào. Mặt A thì thấy hình chiếu số mấy nè? Đó là số 2 và số 4. Mặt B thì thấy ở hình chiếu số 3. Mặt C thấy ở hình chiếu số 1. Và cuối cùng là mặt D thì thấy ở hình chiếu số 5. Vì sao? Mặt A thì thấy ở hai hình chiếu mà tiếp tục mà các hình mặt phẳng khác thì chỉ thấy có một lần thôi, thấy trên một mặt phẳng chiếu thôi. Chúng ta thấy mặt C nè. Mặt C thì thấy trên hình số 1 tên là hình chiếu gì? Là hình chiếu đứng. Mặt phẳng C nó song song với mặt phẳng chiếu đứng nên nó chỉ thấy duy nhất trên hình chiếu đứng, chỉ thấy trên mặt phẳng chiếu đứng thôi, nên chỉ có hình một hình chiếu đứng duy nhất. Còn mặt A do nó không đặt song song với mặt phẳng chiếu mà nó đặt xiên góc, do mặt A đặt xiên góc với mặt phẳng chiếu, do đó mới thấy trên hai mặt phẳng, đó là thấy trên mặt phẳng chiếu bằng và mặt phẳng chiếu cạnh. Còn các mặt phẳng còn lại nó đều song song với mặt phẳng chiếu ha, nên nó chỉ thấy một lần. Mặt phẳng C thì song song mặt phẳng chiếu cạnh, mặt phẳng B thì song song với mặt phẳng chiếu bằng, mặt phẳng D thì song song với mặt phẳng chiếu cạnh, nên nó chỉ thấy trên hình chiếu cạnh. Mặt phẳng C thì song song mặt phẳng chiếu đứng thì thấy trên chiếu đứng. Được chưa? Tập số 2, trang 54. Cho các hình chiếu đứng 1, 2, 3, hình chiếu bằng 4, 5, 6, hình chiếu cạnh 7, 8, 9. Hãy điền số thích hợp để chỉ sự tương quan giữa hình chiếu với vật thể. Nhìn vật thể A tìm xem hình chiếu đứng là hình số mấy trong 1, 2, 3. Chiếu bằng là hình số mấy trong 4, 5, 6. Chiếu cạnh là hình số mấy trong 7, 8, 9. Và bài này lớp tự làm, do là cô còn có cho lớp làm bài tập trên trang lớp học nữa nên cô không có sửa nha. Số 3, trang 55. Đọc bản vẽ các hình chiếu, hình 4A đánh dấu vào bảng số 3 để chỉ sự tương quan giữa các khối với hình chiếu của chúng. Vậy lớp nhìn coi hình chiếu của mặt A nè, hình chiếu đứng là hình chữ nhật nè, hình chiếu bằng là hình chữ nhật nè, vậy nó là khối hình gì? Mặt phẳng B, chiếu đứng là hình thang cân, chiếu bằng là có một hình tròn, ở dưới là một cái hình vuông, vậy nó là khối hình gì? Mặt phẳng C nè, chiếu đứng là hình chữ nhật,
chiếu bằng là một hình tròn, vậy thì nó khối gì? Người ta gợi ý cho em ba khối là hình trụ, hình hộp và hình chóp cục. Lớp đánh dấu nha, lớp làm nha. Rồi tiếp tục. Cũng y vậy. Nhìn bản vẽ xác định nó được tạo thành từ khối hình học nào, đánh dấu vào. À, lớp nhớ xem phần bài tập, nghĩa đây là phần bài tập ở phần ôn tập có ba bài á. Rồi sau đó các em phải xem lại những cái bài tập mà cô cho đã lớp đã làm rồi, và cô cũng đã gửi cái bài sửa trên trang lớp học luôn rồi, để lớp phải xem nha. Bài tập 5 điểm, lý thuyết 5 điểm. À, chúc các em sẽ làm bài đạt điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới. Chào các em.